Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và 22 bị can về tội trốn thuế và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngày 9 tháng 3, nhiều tổ trinh sát của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ập vào các điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai bắt giữ các đối tượng. Khám xét, Công an thu 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng, điện thoại di động, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung trị giá. Nhóm khai từ năm 2017 tới nay đã sử dụng chứng minh nhân dân của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập nhiều công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Sau đó, nhóm tìm khách hàng trên mạng rồi liên hệ chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế. Công an xác định từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, nhóm sử dụng 41 pháp nhân mua bán trái phép hơn 34.200 hóa đơn giá trị gia tăng cho 3.273 doanh nghiệp đơn vị ở nhiều tỉnh thành với tổng trị giá hơn 4.000 tỷ đồng.